Giờ thì trên tay tôi là một cuốn sách rất là tuyệt vời. Trong cuốn sách này giới thiệu về những cái bài học rất là tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị vài điều hay trong cuốn sách này. Trong sách này thì rất là nhiều điều hay, tôi đọc trang cuối trước cho các anh chị nghe. Mà nếu mà các anh chị thấy hay thì tí nữa cho chàng vỗ tay được rồi. Bất kỳ ai nếu muốn bắt đầu một công ty thì đều có những nguyên tắc và chỉ dẫn riêng cho mình. Vì vậy tôi cho vào đây những nguyên tắc của tôi. Những nguyên tắc dưới đây của tôi không chỉ cho những người thành lập công ty mà còn dành cho những ai đang cân nhắc cho việc thành lập những công ty mới. 1. Đừng thành lập công ty trừ khi bị ám ảnh về nó và bạn yêu thích công việc này. 2. Nếu bạn còn có đường lùi, khởi nghiệp chưa phải là thứ ám ảnh của bạn lúc này. 3. Hãy tìm kiếm những người bạn nghĩ sẽ thích làm việc cho những công ty khởi nghiệp. 4. Bán hàng là liều thuốc tiên. Hãy xác định công ty bạn sẽ kiếm tiền như thế nào và thực sự bán hàng ra sao. 5. Biết rõ năng lực cốt lõi của bạn và tập trung phát triển chúng. Trả lương cao cho những người làm việc trong mảng cốt lõi. Tìm ra những người giỏi nhất, còn lại tìm những người phù hợp với văn hóa công ty với chi phí thấp. Và đấy là một vài nguyên tắc khởi nghiệp trong số 12 nguyên tắc khởi nghiệp của tác giả có tên gọi là Mark Cuban. Và Mark Cuban là một trong những người mà được đánh giá là những Shark thành công nhất trong chương trình Shark Tank tại Mỹ. Và ông có những cái câu gọi là thần chú thành công. Tôi cũng nói luôn là cuốn sách này thì sẽ gồm có rất là nhiều, có tới 6 cuốn sách. Và tôi nghĩ rằng nếu cuốn sách mỏng này sẽ là tóm tắt tiểu sử cuộc đời của một người mà thành công. Và tôi nghĩ rằng những cuốn sách tiểu sử thường rất là dày, nhưng đây là một cuốn sách tiểu sử mà có lẽ là mỏng nhất. Đây là cuốn sách mỏng nhất trên cuộc đời về tiểu sử mà tôi nhìn thấy. Và nếu như trong vài ngày tới bạn có thể đặt hàng nó từ Tiki. Cuốn sách có tên gọi là Shark Tank nằm trong cuốn bộ sách Shark Tank đầu tiên này. Thì đấy là cuốn sách đầu tiên mà tôi khuyên các anh chị nên đọc.